con số đo 3 dòng 95 95 95. Ô, cái mô hình này nó bán xăng 95 nè anh ơi. Mày tào lao quá, mày tìm con chó đi. Anh ơi, anh ơi. Gì nữa? Cái mô hình là bà này không phải bán xăng. Sao vậy? Bán gì? Em hỏi thấy mùi trà, chắc là bán trà sữa. Dẹp cái trà sữa một bên đi. Hả? Bán gì không biết nữa. Điện muốn tối lẹ lên. Không, không. Để coi trà gì. Này trà lại hay trà bắt ta? Nhu, 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 nhu. Hả? Đứng dậy. Đứng dậy chi, em đang nghiên cứu coi. Đừng có nghiên cứu nữa. Sao vậy? Nó không phải là bà bán trà sữa đâu. Chứ về bà nữa mà. Nó là xác chết đó. Đón xem Thiếu Lâm Nhạc Hội tập 12 phát sóng vào lúc 19 giờ ngày 10 tháng 3 năm 2019 trên kênh HTV7.